Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Đến hẹn lại lên, chúng ta gặp nhau trong những khung giờ quen thuộc. Hôm nay thì mình thấy cái cây mai chiếu thủy này các bạn. Mai chiếu thủy này cây kim giòn, được trồng vô cái chậu âm tượng, chậu La Hán âm tượng này. Mình thấy nó cũng bất hợp lý, bởi vì lúc trước á, nó nhỏ thì mình trồng thấy nó phù hợp, nhưng mà càng ngày nó càng lớn lên rồi. Một á là mình sạc cho nó lùn lại để cho nó cân đối hài hòa với cái chậu. Còn hai á là mình sẽ lấy nó ra, mình đưa một cái cây khác vô để cho nó phù hợp, bởi vì cái chậu này nó chỉ trồng được cái cây nào nó cao khoảng cái tầm chừng 2 tấc 2 tấc 2 tấc rưỡi là được rồi. Còn dưới cái cây này á thì nó đang thời kỳ để mà chúng ta để dưỡng nhánh nó, thì vẫn còn tiếp tục nó lớn thêm một chút nữa. Thành ra là tôi sẽ quyết định tôi sẽ thay đổi cây khác vô, và cây này mình sẽ trồng vô một cái chậu khác, hoặc là một cái tượng lớn hơn một chút cho nó phù hợp. Trước khi mà thay chậu hay là tỉa tóc lại cái em này thì tôi cũng chia sẻ với các bạn như thế này. Hôm trước thì mình đến cái vườn sứ Ngọc Thanh để mình review cho vườn sứ. Họ bán một cái lô sứ sứ Thái các bạn, lô sứ đủ màu sắc hết. Thì tôi gặp một cái em này, tôi thấy dễ thương quá cả. Đây là cây sứ này, là cái giống sứ là Minh Tuệ. Không biết là cái người đặt tên nó Minh Tuệ là có phải là họ ngẫu nhiên họ đặt, hay là họ nhìn thấy cái màu bông của nó giống như là cái màu bông mà cái màu trang phục của ông thầy mà Thích Minh Tuệ đã nổi tiếng một thời, là họ đem đi họ đặt tên này chăng. Nhưng mà tôi thấy tôi phá phái các bạn, thấy cái bông nó cũng rất là yêu ha. Bởi vậy tôi mới sưu tầm về tôi trồng, mình sẽ sang một cái chậu cho nó lớn hơn để cho cây nó thoải mái nó phát triển. Mà nếu mà cái nhánh này nó khỏe rồi, tôi cũng sẽ chiết ra tôi trồng vô những cái cây khác nữa ha các bạn. Thì khi mà mình nhìn thấy cái sứ Minh Tuệ này ha, thấy cái sứ Minh Tuệ này thì nó phẳng phất, nó có một cái nét gì đó nó giống như cái sứ Gia An. Tôi cho các bạn xem sứ Gia An ha, để nhiều lúc có bạn mà có sự lầm lẫn giữa Minh Tuệ và Gia An. Thì các bạn thấy cây sứ Gia An nó cũng là một cái dòng sứ cánh đơn, nhưng mà nó cái bông của nó, cái màu của nó hơi nhợt hơn. Và đồng thời các bạn nhìn thấy cái cánh hoa của Gia An á, cánh hoa của Gia An á thì nó nhọn nè các bạn. Nè, cánh hoa Gia An thì nó nhọn, còn cái cánh của Minh Tuệ á thì cánh hơi tròn. Và đồng thời là cây nó nở hết ra, nó nở hết cỡ ra luôn. Cái bông này nó nở hôm mà tôi đem về là hôm Chủ Nhật là nó đã nở rồi. Hôm nay là hôm Chủ Nhật thôi. Mình đem về hôm bữa thứ mấy ta, thứ sáu ta. Đấy, sáu là trước đó nó nở 3 ngày, như là cây này nó nở cũng gần 1 tuần rồi mà nó chưa có cái hiện tượng nó rụng. Có thể là cây này nó sẽ kéo dài được 1 tuần lễ các bạn. Các bạn nhìn thấy hai màu không, hai màu gia an với Minh Tuệ. Mới nhìn á, mỗi một nơi nhìn một cây thì các bạn có thể sự nhầm lẫn, như các bạn nhìn quen rồi các bạn sẽ nhìn thấy là cây Minh Tuệ là màu sắc nó sậm hơn. Nó gần giống như là cái màu của nhà sư là Thích Minh Tuệ hơn. Các bạn thân mến, thì cái khi mà họ đặt cái tên này là thường thường họ đặt cây sứ là họ có ý nghĩa của nó. Một á, là họ đặt tên cho một cái người nào đó họ thích họ đặt. Còn thứ hai nữa là họ dựa vô cái màu sắc tự nhiên của cánh hoa mà họ đặt tên cho phù hợp. Rồi thôi, đó là mình điểm qua sơ lược giới thiệu qua về cái cây sứ Minh Tuệ các bạn. Giờ tôi sẽ tiến hành tôi sang chậu cho em nó, để khi mà mình sang chậu nó rộng rãi hơn chút á thì cây nó sẽ phát triển tốt hơn nè. Giờ tôi sang chậu cho các bạn. Tôi giá thể tôi trồng sứ rồi, tôi quen với cái loại giá thể này rồi, thành ra tôi cứ trồng theo cái cách giá thể theo kiểu mình. Các bạn có thể là trồng giá thể gì cũng được, nhưng mà quan trọng là cái giá thể của sứ. Tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rất nhiều lần rồi, giá thể của sứ á, là cái tiêu chí của nó là nó phải là thông thoáng. Đầu tiên là giá thể nó phải là thoát nước tốt. Cái giá thứ hai nữa là giá thể nó phải màu mỡ ha. Đây các bạn, khi mà các bạn mà sang chậu sứ á, đang nở bông như thế này thì các bạn phải cắt nước cho nó, cắt nước để cái chậu sứ của các bạn nó khô rồi các bạn sẽ lấy lên dễ dàng. Khi mà chúng ta lấy lên dễ dàng nhẹ nhàng như thế này, chúng ta sang qua thì hầu như là 100% là cây sứ nó không bị ảnh hưởng gì đến bộ rễ của nó. Thành ra là cây nó vẫn là tiếp tục nó phát triển thôi.
ở nhà vườn này họ trồng sứ, họ trồng cái hơi cái cho chấu hơi nhiều. Tôi thì tôi trồng sứ thì cho chấu tôi bỏ vừa phải thôi, tôi không có bỏ nhiều đó các bạn. Tại vì các bạn biết không, cho chấu mà nhiều lúc mà bỏ nhiều quá đó thì cái sứ đó ưa bị nấm á, cái trong cho chấu nó bị, nó không phải bị nấm mà nó bị gì ta, nó bị cái dạng mọc, nó mọc nấm á các bạn. Nấm á, nấm mà không phải là nấm mốc mà nó nấm mà làm như nó cái giống như cái nấm mà mình ăn được á, dạng như vậy á. Tôi cũng tôi bỏ vừa phải á, chung cái thói quen của mỗi một nhà vườn. Người ta trồng theo kiểu người ta, trồng thế nào cũng được, miễn sao là cái cây của các bạn phát triển tốt là được rồi. Cứ đôi lúc là mình làm một cái giá thể cầu kỳ nhưng mà cái cây nó không chịu thì nó cũng không có tác dụng mẹ gì hết, nó làm cái mất thời gian chứ không được mẹ gì hết. Đó, tôi sẽ chèn được nhẹ nhàng thôi các bạn ha, các bạn tránh động rễ nó. Lưu ý là lúc nào cũng vậy, khi mà các bạn là sang chậu sứ thì các bạn phải cắt nước nó ha, cắt nước cho nó khô thì chúng ta sang nó dễ dàng hơn, và đồng thời là nhiều lúc nó không bị gãy á, nó không bị gãy cái rễ, bởi vì khi mà các bạn là tưới nước vô thì cái rễ nó bao giờ nó cũng giòn, nó giòn các bạn nhấc ra thì nó bị gãy á. Đang chèn ha, chèn nhẹ nhàng êm ái thôi đó, không có thô bạo. Cây gì thô bạo được chứ, cây sứ là chúng ta sang chậu rồi không có thô bạo được ha. Đó thôi. Thứ minh tuệ. Cái chậu này đưa vô đây nó hơi bị ém lại, nó hơi bị dạng như là nó không có đều cây á. Nhưng mà không sao, bởi vì mình trồng vô cái chậu này sau một thời gian là tôi lại tiếp tục, tôi lại sang một cái chậu khác. Cái chậu này bởi vì mình chơi một cái loại chậu mà nó dễ sang chậu. Coi vậy các bạn, cái chậu này các bạn nhìn thấy vậy chứ khi mà đến lúc mà cần phải sang chậu thì nó mất cũng phải là ít nhất là 12 đến 16 tháng, thì chúng ta một năm, năm rưỡi thì chúng ta mới tiếp tục, chúng ta bỏ cái chậu này đi, cắt ra, cắt bỏ đi và chúng ta thay một cái chậu mới. Bởi vì cái dòng sứ, nếu mà sứ mà nó tùy theo cái cũ ha, cái dòng sứ mà cái cũ như thế này, cái cũ giống như cái bầu rượu á, thì nó phát triển nó chậm hơn những cái sứ mà nó có cái rễ buông, cái cũ mà buông nó 4 năm cũ nó kết chùm lại với nhau thì cái loại đó nó phát triển rất là nhanh. Nhưng mà mỗi loại nó có một cái đẹp riêng. Còn cái loại này giống như cái bầu rượu, bầu hồ lô á, là thành ra là nó nuôi cái bầu này không mà nó không có cái nhiều cái rễ cũ xung quanh, thì thành ra cây này nuôi chúng ta nuôi được vô đây thì rất là lâu. Và các bạn thấy là cây này tôi cũng khá chơi xứ và xứ mà cái cũ, cái giống như cũ hồ lô được cái bình nè, bạn thấy không, cây này nè, cây gia an này cũng vậy, là cái cũ nó vậy nè. Và đồng thời là cái gu của tôi á, là tôi khoái chơi xứ một cốt, cái thân nó thanh thoát là như thế này. Đồng thời đóng một bo cho nó bung khỏe ra, các bạn thấy không, làm bo này nó tới 3 nhánh, bo này 2 nhánh, nhưng là bo bạn muốn cho nó dài nữa thì sau này mình một năm thì các bạn sẽ cho nó làm sượt thôi. Thì bây giờ tiếp tục xử lý đến cái ông là hán này, rồi tôi sẽ quyết định tôi nhổ cái này lên các bạn ha. Trước khi nhổ lên, cây này chuẩn bị ra bông rồi nè các bạn, trước khi nhổ lên tỉa nó một cái đi, bỏ nó đi, cái này tỉa này đi ha, cái này thôi quạt cái này lại ok vậy đi ha, chút bây giờ kẹp mặt lại. Tôi cầm cái kéo rồi cái một chút nữa là tôi sắp vào ào ào rồi cắt sướng tay luôn. Ngày xưa mình chơi kiển đấy các bạn, mới biết chơi á, tôi không có, tôi thương lắm, cái nhánh nào cũng vậy tôi cũng không cắt á. Cái mình chơi mình để thời gian nó đầu có nó rậm nó không đẹp. Nói chung là chơi á, các bạn phải cắt ở thông thoáng. Những cái cây mà dáng rậm là những cây các bạn làm dáng làng, dáng tâm đa lùng lực thì nó mới rậm. Còn có những cái cây á, những cái cây mà các bạn làm thanh thoát á, thì nó bỏ chùm lại đi. Đó, bỏ chùm lại đi. Đúng rồi ha. Bây giờ trước mắt thì về đi. Về đi ha. Trước mắt về đi. Chơi mày luôn. Đó, cầm cái.
kéo tới rồi ghiền lên rồi ghiền lên luôn rồi chơi chơi mình luôn. Chút nữa mình uống cây này cho nó thẳng vào hướng trước này là ok rồi, tôi sẽ dỡ cái này lên các bạn. Cậu ông tưởng này nhiều bạn mà chơi mà cây kiển mini á, khái lắm. Những hình là tôi thấy là rất nhiều bạn thường xuyên là hỏi tôi là cái chậu này ông mua ở đâu vậy. Hình như là cái chậu âm tượng là ít cái chỗ bán thành ra là các bạn mới hỏi tôi rất là nhiều. Đây tôi dở lên các bạn xem, các bạn thấy không, dễ lên mở cái này qua bên để qua bên. Các bạn thấy khi mà các bạn mà mua chậu âm tượng á thì tôi chỉ chia sẻ thôi cái sở thích cá nhân riêng của tôi, bạn thử xem nếu bạn thấy phù hợp thì các bạn cứ tiến hành vào trải nghiệm ha. Thì chậu âm tượng thì nó có hai dạng chậu âm tượng các bạn, một cái tượng á, một cái tượng rời, một cái tượng rời á, thì người ta sẽ dán cái chậu vô, người ta dùng keo người ta dán cái chậu vô, và một cái tượng nó đút đút liền khói như vậy. Thì mỗi một cái nó đều có ưu khuyết điểm của nó. Cái chậu mà âm tượng rời thì các bạn mà chơi chán rồi thì các bạn tháo cái chậu ra, các bạn chơi cái tượng và các bạn tạo thành những cái tác phẩm khác đó các bạn. Còn cái dưới cái chậu mà âm tượng nó đút liền khói như thế này thì nó bất di bất dịch rồi, hoặc là nó bể cái, nó mẻ cái chậu rồi nó mất giá trị của cái bộ tác phẩm này. Nhưng mà khi mà cái chậu âm tượng á, chậu âm tượng người ta đút á, người ta đút cái tượng cái bụng tượng vô cái chậu luôn như thế này thì các bạn sẽ lợi dụng được cái khoảng không ở bên trong của cái tượng này, cái tượng này để các bạn bỏ giá thể vô đất vô thì cây của bạn nó lợi dụng được những cái khoảng đó nó phát triển tốt hơn, đúng rồi các bạn. Và đồng thời khi mà cái chậu âm tượng thì chúng ta nhìn vô cái tác phẩm này nó có cái vẻ nó hoàn hảo, còn cái loại kia là cái loại lắp ghép thủ công, lắp ghép thủ công cái kiểu như là chơi tiết kiệm thì tôi phân tích vậy thôi. Các bạn nếu mà thích chơi gì các bạn chơi ha. Bởi vì một nếu mà một cái tượng của ông này mà rời ra cũng khá đắt tiền, tôi mua cái tượng nhỏ xíu thế này các bạn 50.000 70.000 tượng nhỏ xíu thôi mà cái tượng này rời ra nó cũng mắc tiền lắm. Dưới cái chậu này thì cái tầm khoảng 250-300 tùy theo thời điểm. Bạn nào thích mua thì ghé nó mua. Tôi mua ở chỗ tiệm Hải Văn Sơn á. Hải Văn Sơn mà nó trên đường Trường Chinh, nó nằm ở khúc Trường Chinh Tân Bình, nó nằm Trường Chinh Phan Huy Ích. Nếu mà các bạn đi Sài Gòn về á, thì nó chưa tới cầu Tham Lương, nó nằm bên tay phải. Chúng ta đi từ An Sương đổ vô thì nó qua cầu Tham Lương, nó nằm ngay cái góc đường Phan Huy Ích, đối diện với cái hãng mì Vi Phong ha. Thì đến đó các bạn mua. Rồi mình sẽ bỏ ít giá thể ở đây. Rồi cái cây mà khi mà tôi chọn trồng á thì tôi sẽ chọn cái cây sam hương các bạn. Cây sam hương này á, tại sao tôi sẽ chọn tôi đưa vô cái tượng này, bởi vì cái cây sam hương này á, các bạn biết không, nó cái kiểu dáng như thế này, cái chiều cao như thế này thì tôi đã hoàn thiện một cái chiều cao như thế này, cái form cây vậy rồi là các bạn thấy không, là bây giờ tôi chỉ nuôi cho nó ấm lại, nó rút nó ấm lại và nó trổ sam hương nữa thôi. Mà muốn mà nuôi cho một cái cây này nó hoàn thiện thì mất cũng khoảng một thời gian khá xa, nếu mà tùy theo các bạn mà biết cách chăm thì cây hoàn thiện thì chúng ta phải mất khoảng chừng 1 năm đến 2 năm nữa đó các bạn. Nè các bạn thấy không, cây này nó có cái bệ thế nó nhỏ mà không, nó cất giật, hoàn toàn cất giật. Trên ngọn thì tôi đi nhẹ dây cảm để tôi xòe bung đều ra bốn phía, cho đây nó có một cái chóp đây ha. Giờ tôi sẽ tỉa cái rễ này đi rồi tôi đưa cái cây này vô trong cái chậu, vô cho cái chậu âm tượng, chậu La Hán. Đĩa nhẹ thôi. Chà, đĩa nhẹ không được. Cái cây sam hương này nó rất là dễ sống luôn. Nhân giống thì các bạn có thể nhân giống bằng cách các bạn dâm cành á, các cành các bạn dâm nó lên. Khi mà dâm thì mình dâm thiệt là nhiều vậy đó, cái sau thời gian thì mình chọn lại em nào phù hợp thì mình chơi tiếp, là không phù hợp thì các bạn cứ tùy ý mà sử dụng rồi các bạn ha. Tôi quyết định là tôi nuôi cái cây này, sau này tôi sẽ làm một cái cây tử đây nè các bạn, cây tử cho nhìn cái cây nó đỡ trong trên á. Đó, đó. Rồi.
nếu mà mình đưa cây sam hương vô cái chậu này, tôi thấy có vẻ nó phù hợp hơn, bởi vì cái tỷ lệ giữa cái chậu, tỷ lệ giữa cái tượng này, cái tượng chậu này với cái cây nó hài hòa. Các bạn thấy không, giá thể nó tôi trồng nè, than tổ ong rất nhiều luôn, tôi trộn than tổ ong tới 50% than tổ ong, 50-60% than tổ ong, và các bạn thấy cây nó phát triển rất là tốt, nó phù hợp với cái loại này. Cây này ấm tàn nhìn cưng lắm các bạn, cưng lắm. Mình thích chơi theo cái trường phái mà tự nhiên á, cắt vật. Tôi là thích chơi chuyên về cắt vật nhiều hơn là đi dây kẽm. Thành ra mới bước đầu á, mới bước đầu mà chơi cắt vật á, các bạn thấy nó không có đẹp. Tại vì đi dây kẽm á, thì các bạn đã định hình sẵn, nó ra được cái form, kiểu dáng form đó rồi, form cây rồi. Còn cắt vật á, thì thông thường là người ta để cho nó lên tự nhiên, rồi người ta có cái ý tưởng sẵn, sau này người ta cắt tạo thành những cái co mà ruột rối mà tơ giò, là mấy cái co này các bạn nhìn cái co mà rối cả ruột luôn á, các bạn thấy không? Để tôi quay là tôi chiêm ngưỡng cái mặt da già là tôi coi sao da già ha. Rồi ok các bạn, xong tôi thấy được á, nói chung là mình cũng hài lòng với cái tác phẩm này, nuôi cây sam hương này. Sam hương tôi dâm quá trời, tôi trồng quá trời, tôi trồng theo mấy cái chậu để trồng giống mấy cái chậu cây này, lâu lâu cái hứng tình lên cái đi vòng đi tìm son cây nào nó phù hợp cái đem ra mình thay chậu cho nó vô chậu, thấy không? Đúng là người ta nói là cây mà vào chậu phù hợp, giống như cái hoàng hậu mình lên ngôi, cây vào chậu giống hoàng hậu lên ngôi, cái tác phẩm này rất là ok. Rồi đến đây tôi có nói lời chia tay với các bạn rồi, rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like ủng hộ tinh thần người làm clip. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ kênh những video mới nhất các bạn. Bye bye, hẹn ngày thái nào.